Đối với Hải từ nào giờ chứ không phải tới bây giờ, Lý Hải không 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 thích bà xã mình ăn mặc sexy. Có rất theo quan quan niệm của mình là phụ nữ có rất là nhiều cách để làm cho cái người khác phái phải thu hút, có nghĩa là anh chị phải sexy thì mới hút. Nếu như mà mình cứ chăm chăm vào bề ngoài quá mà bên trong mình không có thì dù có sexy cỡ nào đi, ngồi nói chuyện 3 phút thì cũng đứng dậy đi.